Hi, chào tất cả mọi người. Sau hai bữa mình set up cái hồ bể, cái bể thí sinh của mình nè. Đó, giờ nước công rồi nè. Đó, mọi người lại đó, xem nè, đó. Giờ mình xử lý nước đã trong rồi. Mình cũng thả thử hồi nãy, mình thả thử con cá hồi sáng chứ. Sáng mình thả thử con cá. Sau mình mới vớt cả nãy. Ok, không sao, mấy cây cối rồi nè. Đó, là nó cũng lên tốt mọi người. Đó, giờ mình mới mua mấy túi cá mình chơi cá bảy màu nha. Đây mình mua nhiều loại lắm. Đây là thấy rõ không? Rõ không? Thấy. Đây mình mua mấy loại là cho mọi người, chứ không phải một loại nha, từ rẻ tiền cho tới vài chục con. Đó. Đây mình mua tới 5 loại luôn nè. Đó, còn cái túi này nữa. Đây nè, mấy con này miếng mắt nữa nè. 20.000 một em. Đó. Mấy bên đây thì nó rẻ hơn. Còn nữa. Còn em này nữa. Em này nãy như tao quên tiêu. Em này là để cho nó ăn mấy cái riêu đồ với mấy cái thức ăn cặn đồ của cá. Em này như nãy 40 không ta? Ừ. 40. Ồ, con này lanh dễ sợ luôn. Nó đuổi nè. Ôi, bịt lủng. Khi một em gì nãy gì quên tiêu rồi. Beta. Beta. Đó, em beta này tao mình có một con máy rồi, mua con trống về cho nó ép. Có đẻ chơi. Con này thì trung chỉ. Trung chỉ. Đó. Hết luôn. Đây 4 con, 5 con, 6 con. Đây như 12 con. 140 với bên kia 120 nữa. 260 nhiều cá này. Trừ gì ra, cái này là 10.000 người ta bớt luôn. Đó, 260 nhiều cá đây. Giờ mình theo kinh nghiệm của anh em mình xem trên YouTube thì anh em kêu chỉ là bỏ trước khi mua cá về mình phải bỏ vô đây nguyên bịch nha, cho nó quen hồ hay sao đó, quen nước, quen nước, ổn định nước đó, cho vì chút xíu mình thay cái thả nó ra. Đó. Thả cái này em này mình thả ở ngoài chứ không có thả chung mấy bể với mấy bể màu này. Rồi mình để đây trong vòng khoảng 20 phút hoặc nửa tiếng gì đó rồi mình mới thả cho nó ra ngoài nha mọi người. Đây nhiều loại lắm mình không nhớ cái tên hết nữa. Cái gì gì gon người gì gon gì đó. Cái túi bên đây là mình mua 12 con là loại cá thường thôi, chứ không phải cá VIP. Có bên đây 4 con bên đây là hơi mắc. Con này giống khủng quá. Còn con này thì đồ nó lanh như quỷ vậy. Đồ lì lẻ thôi. Thôi, giờ để chút xíu mình quay tiếp cho mọi người xem ha. Mình thả cá ra rồi cho nó bơi rồi mình quay tiếp cho mọi người xem. Ok, kẻ ha, tạm ngưng xíu. Sau hồi tầm tháng tiếng hồi mình bỏ lên đây mọi người, cho nó ổn định nước cá rồi đó. Giờ mình thả ra nha. Nhẹ thôi. Quấn kỹ như ta. Cái con nó bỏ vô sao nó nhảy ra đi. Mình thả từ từ ra. Bơi ra, có nhà mới rồi. Đó. Khoái khoái liền. Đó, đậu nhẹ nhẹ thôi mọi người. Đó. Một túi. Cái túi thứ hai. Nó dồn lại chỗ mà. Xíu tản ra tại hồ mới mà. Mới còn súng lại chứ chút xíu nó tản ra hết.
hồi thả con cá anh đại nó ra là nó dí chạy vòng rồi. Thả từ từ chứ không nó nhảy lên trên luôn. Con cá chạy dữ lắm, quậy. Trời, có con này làm gì đây vậy? Hả? À, làm gì đó kìa. Trời ơi, con cùng. Con nó bị nhéo. Đâu bên đây ha. Ừ, nó mới đâu nằm đây nè. À, con nó kìa. Mới vô mà nó cà khịa rồi. Đây, thấy anh viết vô đây. Trời ơi, cái con này. Mày bị cái gì vậy? Trời ơi, kiến nó rồi lại thấy thấy nó trong đó thấy gì. Nó làm như cái đá vậy. Tại chắc nó bơi chỗ này không, chắc chỗ này có thác nước nè. Ừ. Bơi đó. Đó. Còn con quỷ này nãy giờ nó quậy quá trời luôn mọi người. Bỏ trong một mà nó quậy rong rong rong. Chùm đó. Thả ra chứ nó chùm cuối luôn đi quá. Ừ. Rồi ra đây này, mặc sức mà bơi. Ừ, ra ngược luôn. Nó là nó đáp ở dưới rồi. Trời ơi, xuống đây hở dữ vậy. Khoái khoái liền. À, hồ bắt đầu bữa nay có cá nha. Bữa nay tung tăng. Mình mua là 12, 16, 17 con. Hết hồi là 17 con. Nè, full gold gì nè, là nó nè. Đó, còn bên phía trong này nha. Này, này nè, đó. 20k của em. Full gold gì đó. Này là con trống, còn con mái nó bự hơn, con mái nó bự nằm phía trong. Trên đó. Ừ. Nó màu cam á. Đây là gì nè? Có màu cam. Ừ. Đó. Bề sát này đó, bề sát còn đỏ vậy đó. Đó là máy, full gold máy. Còn con đỏ đỏ này là lanh dữ à. Đỏ đỏ này là người ta nãy quên tên. Nhớ tên nữa. Và cũng xem mấy clip cũng có nhiều người chơi cá, thấy cá này cũng được đúng không nè. Nói cá này cũng ngon. Là món gì ngon? Hả? Nó chơi cá mà nó ăn cá rồi trời. Ủa con này đụng ống nóc nè. Đó, cá con cá đen đen nữa nè. Nguyên con đen thui nè. Con này như 15 ngàn con không ta. Cậu có con đông đen thui nữa nè. Ừ. Đó, mọi người thấy không? Đó, còn lúc này nè. Đó. Đen thủi, đen thui luôn. Còn con này thì cái bụng dưới nó còn trắng trắng. Còn con kia là nó full đen hết luôn. Rồi trên đầu cũng tí bụng. Con này nãy mình lựa con này ốc này họ đẹp không trống á. Con này kia con này cái hồ mình cái nền đen mới thấy rõ cái đuôi nó xanh xanh đó. Xanh xanh dạ quang á, dạ quang mới thấy rõ cái màu của nó. Còn mấy con này thì con mấy bể màu thường mình mua trống máy rồi mình mua sao cặp không à. Mua một lọ mỗi lọ mình mua tại cái mấy lọ lận, 5-6 lọ lận. Nên mình mua mỗi loại là một cặp. Có loại mình mua hai cặp nữa. Mấy nghe coi. Lấy trống máy chứ mình không có lấy trống không. Mình nãy mua cái máy về mình cho nó đẻ mọi người. Đẻ cho nó vui ra. Nó nhiều cho vui. Mình bỏ chung vậy chắc mốt nó, nếu nó có đẻ ra chắc lai luôn quá. Đầu ảnh dịch luôn á. Vậy là hôm nay có cá ngắm rồi nha. Quá chừng. Đã đã. Mày cái xác vô rồi đi. Nè anh quay đi. Đó. Chính thức hồ hôm nay có cá. Đó. Mày rửa không? Rửa không? Mẹ mấy cây rong là bữa mình mới cắm vô
và cái đầu đó nó cúi cúi xuống mà. Hôm nay tốt hết rồi, nay bắt đầu nó phát triển rồi. Cái đầu này, cái ngọn rồi nó dương lên hết rồi. Như mấy cái hai cây này nè, hai cây này bữa mình gắm á, cắm xuống là cái đầu nó cúp qua, này nó dương ngược lên. Tạm thời mình mới chơi thì mình chơi mấy cái loại cá thường thường này thôi, chứ không có chơi cá VIP. Khi nào mình rành rành xíu rồi cái mình mới chơi mấy cá đẹp đẹp hơn, VIP VIP hơn xíu. Mà mấy cái loại cá đó thì nó mắc tiền không à, chứ không có rẻ tiền, nên mình mới tập chơi nên không có chơi mấy loại cá đó. Lỡ mua về nhiều quá lỡ nó có gì cái tiếc uổng. Giờ mình chơi mấy cá thường thường trước, sau này rành rành rồi đó, mình có kinh nghiệm xíu thì mình chơi mấy cá mắc tiền hơn. Rồi, anh này anh quậy và cố luôn. Anh chạy tung tăng à, nó. Hầu mình thì thủy sinh, mình không có chơi oxy, nên thả mấy cá bảy màu rồi cá thường thường thôi, chứ không có nuôi mấy loại cá mà phải cần oxy. Mình thì trồng thủy sinh thì có oxy gì đó thì có cái máy nè, cái lọc nè, nó thả lọc thác á, chạy xuống thì có mới miếng oxy, là một lượng oxy nhỏ cho nó nuôi nuôi mấy cây này được. Chứ mà mình cũng không thích bỏ oxy làm gì nữa, nên nuôi mấy cá nhỏ nhỏ có màu nhiều đẹp, chứ mình không có muốn nuôi mấy cá bự. Ủa anh này anh quậy quá ta, quậy nãy quậy cát nổi lên nhóc luôn. Trời ơi. Rồi, ok. Clip mình kết thúc tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người những clip sau. Bye bye.